Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Beautiful Car. Video này thì không mang nghĩa bán bất kỳ một cái gì cả. Nghĩa sẽ quay một chiếc xe siêu phẩm, một chiếc xe xứng đáng là thuộc hàng chủ tịch tại Việt Nam. Đây, anh chị em có thể nhìn qua và đoán xem nó là chiếc xe nào. Đây chính là chiếc Toyota Land Cruiser 2022 mới nhất, phiên bản 3.5 Turbo nhé. Đây là phiên bản hoàn toàn mới thay thế cho phiên bản 4.6 nhập Nhật Bản trước đây. Trước đây thì mình sử dụng cái khối động cơ 4.6 hút khí tự nhiên. Và ở thời điểm hiện tại thì Land Cruiser này được bổ sung thêm một cái khối động cơ mới thay thế hoàn toàn cho thế hệ cũ, đó chính là khối động cơ 3.5 Turbo, cho công suất cao hơn, moment xoắn tốt hơn rất nhiều so với thế hệ cũ luôn. Ở phiên bản này thì có thể coi là một phiên bản hoàn toàn mới của dòng xe Land Cruiser danh tiếng tại Việt Nam, một dòng xe gần như là huyền thoại rồi. Trước đây thì rất nhiều các anh chị em có nói đùa rằng nếu mà công tử hoặc là chủ tịch thì thích chạy mẹc, chạy bim, nhưng bố chủ tịch thì luôn ưa chuộng những dòng xe Land kiểu như thế này. Ở đây, thế hệ hoàn toàn mới, thay đổi hết từ khung gầm, nhẹ hơn 200kg so với thế hệ cũ, trọng tâm thấp hơn, khối động cơ mới và rất nhiều các option công nghệ thông minh. Nhưng mà để nói về giá của chiếc xe này thì đây là một trong những mẫu xe tại thị trường Việt Nam mình mà bị gọi là bia kèm lạc nhiều một cách kinh khủng luôn. Có lẽ là mua một lon bia phải kèm đến một tấn lạc mất. Chiếc xe này thì đang có giá niêm yết ở trong hãng là 4.060.000.000, đấy là giá bán niêm yết. Nhưng mà giá mua bán thực tế tại thời điểm này thì nghĩa cũng không giấu gì anh chị, là nếu xe mới tinh chưa lăn bánh thì thị trường giao dịch tầm khoảng 5.2 tỷ đồng. Anh chị có thể hình dung một con số kinh khủng, hơn 1 tỷ đồng. Đây, quá là hầm hố, đẳng cấp, không thua kém gì những chiếc Lexus 570 cả. Và thực tế thì với những mẫu xe Land Cruiser phiên bản Trung Đông dù khối động cơ 5.7 trước đây thì gần như nó cũng 1.9-1.10 so với dòng Lexus 570, cả về cấu hình cũng như giá bán. Hãy cùng đến với thiết kế của Land Cruiser thế hệ mới này. Một video mang tính chất khoe xe là chính thôi. Toàn bộ dàn đèn là đèn full LED, rất là thông minh và cực kỳ đẹp. Vóc dáng về kích thước bộ đèn có thể nhỏ hơn thế hệ cũ, nhưng mà về tầm chiếu sáng với công nghệ kèm theo thì nghĩa nghĩ là không hề thua kém gì cả. Đèn gầm sương mù cũng hoàn toàn là đèn full LED hết. Mặt ca lăng chính giữa vẫn là 4 thanh ngang, hầm hố. Logo dạng 3D. Và phía trong này mình có một cái phần radar rất là quan trọng luôn nhá, của hệ thống cảnh báo cũng như là va chạm phanh tự động. K360. Chiếc xe này thì mới ra biển cho chủ nhân mới đây. Cảm biến trước, cảm biến góc trước đầy đủ hết. Góc phát trước là 32 độ, thoải mái cho chúng ta di chuyển trong bất kỳ cung đường nào. Khối động cơ mới trên phiên bản 3.5 Turbo này thậm chí có sức kéo lên hơn 600 Nm anh chị nhé. Hơn 600 Nm, gần như là số 1 thị trường luôn. Công suất cũng hơn 400 mã lực, kinh khủng. Đúng là được mệnh danh là vua địa hình. Và như các dân chơi ở Ả Rập có một câu nói rất là nổi tiếng: có rất nhiều chiếc xe có thể đi vào sa mạc, nhưng khi đi ra thì chỉ có thể là Land Cruiser. Ở bên hông thì mình sẽ thấy những cái nét cứng cáp hơn so với phiên bản cũ. Đầu tiên vẫn là cái bộ la răng 20 inch như vậy thôi, rất đơn giản, 6 chấu. Phần khu vực vòm cua lốp này, nó thiết kế nó vuông vức hơn, chính vì vậy nó tăng cái vẻ thể thao khỏe khoắn cho mẫu xe. Bậc dẫm trang bị đầy đủ, gương to bản, chỉnh điện, cụp điện, xi nhan trên gương không để thiếu được rồi. Và có cả hệ thống cảnh báo vượt nhé. Cảnh báo vượt hay còn gọi là cảnh báo điểm mù bằng radar trên gương đấy ạ. Tay nắm cửa, nút bấm ở cửa thông minh. Phần cột xe này thì được làm rộng mở, và cái kính ở cột xe thì anh chị có thể thấy là nó to như thế nào, nó to như một cái kính cửa sổ thông thường luôn. Ở phần đèn hậu thì cũng mang nhiều nét thiết kế của cụm đèn phía trước, mình vẫn là giải đèn full LED thôi. Vẫn là cái kích thước đèn nó nhỏ hơn so với thế hệ cũ, nhưng mà nó thanh mảnh và đẹp hơn. Đây, full LED, hệ thống đèn cực kỳ đẹp luôn này. Lên góc máy quay, mặc dù Nghĩa đang dùng một cái điện thoại rất là lởm, nhưng mà quay lên thì anh chị có thể thấy là nó, chiếc xe này nó chất lượng như nào. Giá nóc, cánh hướng gió trang bị đầy đủ này, phiên bản Land Cruiser. Chỉ cần nhìn vào đây thôi là đủ biết là chiếc xe này nó như thế nào rồi, và ai sẽ là những người ngồi trong chiếc xe này. Đây chính là chiếc xe mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam chúng ta đang sử dụng cả nhà nhé. Nâng cấp rất là nhanh luôn. Cảm biến lùi, cảm biến góc có đủ hết. Phiên bản này thì chắc chắn chúng ta được trang bị cốp điện rồi. Cốp điện thì đã xuất hiện trên Land Cruiser. Và anh chị thấy là cái cơ cấu mở cửa của Land Cruiser thế hệ mới này nó cũng khác so với phiên bản cũ. Bản cũ là chúng ta mở bán tự động thôi, một nửa. Ở trên là chúng ta mở điện, ở dưới mở cơ. Thì đây chúng ta đã được trang bị cốp điện hết rồi.
Còn đây là cái khoang không gian, nếu mà chúng ta gập cái hàng ghế thứ ba xuống không sử dụng thì mình sẽ có một khoang không gian nó như thế này. Đấy. Hàng ghế thứ ba này chúng ta hoàn toàn gập ngả bằng điện hết nhá. Và cái nút bấm nó thì nằm tại vị trí này, nghĩa sẽ dựng nó lên. Rất tuyệt vời luôn. Đây, bây giờ thì nghĩa mời anh chị em chúng ta cùng khám phá qua chút về cái vị trí ghế ngồi chủ tịch. Hàng ghế thứ hai cực kỳ rộng rãi, thoải mái, không có gì để chê trách phàn nàn trên chiếc Land Cruiser cả. Êm ái, cách âm tốt, điều hòa 4 vùng độc lập, có chế độ lọc không khí, lọc ion. Hàng ghế thứ hai này sẽ được trang bị đầy đủ hết. Cổng cắm này, có hai cổng sạc USB sẵn rồi. Điều hòa 4 vùng độc lập luôn. Thực sự là không có gì để phàn nàn về chiếc Land Cruiser thế hệ mới này cả. Một chiếc xe mà thực sự nghe thấy là chỉ dành cho những bác thực sự quyết đoán tại thời điểm này thôi. Khoang cabin, toàn bộ phần ghế lái ghế phụ chỉnh điện hết và có nhớ 3 vị trí, gương kính điện tất cả auto, một chạm. Bật tắt chức năng AHB, đèn pha tự động trên chiếc Land Cruiser thế hệ mới nhá, tự động chuyển pha cốt. Cốp điện. Tại vị trí khoang cabin này thì anh chị em mình có thể thấy là phía sau vô lăng luôn, hoàn toàn bằng tiếng Việt hết. Ưu ái thị trường Việt Nam mình khá hơn rất là nhiều rồi. Trên chiếc vô lăng trợ lực này thì mình sẽ có rất nhiều nút bấm. Khu vực bên này thì nó hầu như chỉ liên quan đến yếu tố giải trí thôi, nghe gọi, đàm thoại rỉnh tay. Bên này sẽ liên quan nhiều đến tính năng vận hành. Mình sẽ có cái Cruise Control Active, tức là duy trì khoảng cách cái xe phía trước này, hỗ trợ giữ làn, tự động đánh lái khi mà lệch làn đường. Đấy, có Cruise Control này, có cả Cruise Control Active rất thông minh nhá. Và cái này là mình chuyển kênh, chuyển bài. Khu vực màn hình giải trí này thì anh chị em mình có thể thấy là màn hình rất là to, cỡ lớn luôn, gần như là mênh mông khổng lồ luôn. Quá tuyệt vời, một màn hình rất là đẹp. Startup bị đẩy lên tận đây. Đây là khu vực điều hòa, cái gì cũng là rất là hầm hố. Đấy, và đây có một chi tiết cho cả nhà mình xem. Những cái nút bấm này rất ít người để ý. Auto thì không nói gì rồi. View dùng để xem cam 360. Đấy, và có cả khóa vi sai cầu trước cũng như là khóa vi sai cầu sau. Anh chị thấy không? Những cái rất là mới trên chiếc Land Cruiser thế hệ mới này. Anh nghĩ mở thử cam 360 nhá. Đấy, nó sẽ quét một vòng xung quanh xe luôn, xem có cái chướng ngại vật gì không. Và hình ảnh mô phỏng là hình ảnh đích thực của chiếc Land Cruiser thế hệ mới này luôn, không lệch vào đâu được, kể cả từ phần la răng. Rất là đẹp, hầm hố này. Khu vực này mới là những khu vực giá trị nhất của chiếc Land Cruiser. Đầu tiên là về chế độ lái. Thì đối với chiếc xe Land Cruiser thế hệ mới này, cả nhà thấy đèn pha nó tự động, nó cụp lên cụp xuống, rất là đẹp luôn. Cái này thì mình sẽ có những cái chế độ lái này bằng cái phím điều khiển Mode Select này. Đấy, anh chị em mình có thể nhìn thấy này, chế độ Eco thông thường, chế độ Normal và chế độ Sport. Rất đơn giản, nó không hề cầu kỳ gì cả. Tota và Land Cruiser nói riêng đều mang những cái tính rất là Tota luôn, rất dễ sử dụng. Quá tuyệt vời. Hệ thống giảm xóc khung gầm cũng là hoàn toàn mới luôn, điện tử. Cái này là chế độ gài cầu nhé. Phanh tay điện tử auto hold chúng ta có đủ cả. Sạc điện thoại không dây tại vị trí này rất là dễ thuận tiện và dễ thao tác luôn. Hỗ trợ đồ đèo đầy đủ hết. Thực sự là quá tuyệt vời luôn. Đẹp hầm hố. Anh chị có thấy không? Nghĩa đang nổ máy đấy mà chúng ta gần như không nghe được một cái âm thanh gì luôn. Một khối động cơ 3.5 turbo mà nó êm như thế này. Một số các tiện nghi khác có thể kể tới, ví dụ cửa sổ trời này không phải là dạng toàn cảnh panorama, tuy nhiên là vẫn đáp ứng tốt được cái nhu cầu sử dụng rồi, không quá quan trọng. Loa JBL cao cấp nhá. Cái loa thì rất quan trọng đấy, bởi vì chúng ta sẽ được trải nghiệm những cái âm thanh tốt, những cái hệ thống âm thanh vòm trên những chiếc loa JBL. Đây. Đẹp thì có đẹp, nhưng mà giá thì chưa bao giờ mềm cả. Land Cruiser kể từ thời điểm xuất hiện tại Việt Nam, trải qua không biết bao nhiêu thế hệ thì không lúc nào chiếc xe này nằm ở tình trạng là mua nguyên giá hoặc là có giảm giá, mà 100% là kèm lạc. Một nắm lạc, một thùng lạc hay là một tấn lạc như thời điểm này là những gì mà chúng ta sẽ hình dung nhất về chiếc Land Cruiser. Một chiếc xe đẹp, tuyệt vời, không có gì để chê cả. Thì mỗi cái là có tiền, có tầm thì mới sử dụng được. Một trong hai tiêu chí đều thiếu, chúng ta đều không thể sở hữu được mẫu xe này. Đây, cảm ơn cả nhà rất nhiều nhá. Đây là một video mang tính chia sẻ thôi. Cảm ơn cả nhà rất nhiều và hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.